đã có 7 đối tượng liên quan bị bắt giữ với nghi vấn cùng nhau thông đồng để hợp thức hóa hồ sơ và ăn chia tiền khống trong mức giá 470.000 đồng một test, đã bao gồm cả chi phí hoa hồng và tiền phần trăm ngoài hợp đồng nữa. Ngoài CDC Hải Dương, còn đơn vị nào xảy ra chuyện tương tự khi Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án, sớm đưa các đối tượng ra xét xử. Thưa quý vị, không thể phủ nhận rằng kit xét nghiệm COVID-19 đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 khi mà giúp sàng lọc và phát hiện F0 trong cộng đồng. Vậy nhưng, ngoài khả năng xét nghiệm COVID-19, thì bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm virus SARS-CoV-2 còn có một khả năng, đó là phát hiện sự minh bạch trong hoạt động mua sắm sinh phẩm. Vâng, bằng chứng là vào ngày 17 tháng 12 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra C03 Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Việt Á, CDC Hải Dương và các đơn vị địa phương liên quan. Kết quả điều tra bước đầu, các đối tượng là lãnh đạo chủ chốt công ty Việt Á khai nhận lợi dụng nhu cầu cấp bách test Covid của các địa phương trên cả nước, nên doanh nghiệp này đã chủ động cung ứng thiết bị, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 cho các bệnh viện, CDC các địa phương. Sau đó thông đồng với lãnh đạo các đơn vị này hợp thức hồ sơ chỉ định thầu, xác nhận khống các báo giá để ký hợp đồng và thành quyết toán. Để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Tổng Giám đốc và các đối tượng thuộc công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá, xác định giá bán là 470.000 đồng một kit, thỏa thuận và chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã làm rõ sai phạm trong việc công ty Việt Á bán kit xét nghiệm COVID cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Trong đó, Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương, được chi số tiền phần trăm ngoài hợp đồng gần 30 tỷ đồng. Và để hiểu rõ hơn về thủ đoạn chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng của công ty Việt Á, thì đây là lời khai trực tiếp của các đối tượng, lần lượt là thủ quỹ và trợ lý tài chính của doanh nghiệp này. Tiền hàng căn cứ mức chiết khấu đã được thỏa thuận giữa lãnh đạo công ty. Từ tiền của công ty Việt Á được hợp thức thông qua mua hàng của các công ty trung gian như An Việt, Y Dược 99, Khoa Học Việt Á, Hoàn Tuấn Minh và cuối cùng mua hàng từ cửa hàng Âu Lạc do tôi làm cửa hàng trưởng, do tài khoản cửa hàng đứng tên cá nhân tôi. Qua đó tiền được chuyển từ pháp nhân sang cá nhân để chi tiền chiết khấu, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Còn đây là cách mà doanh nghiệp này chuyển tiền phần trăm ngoài hợp đồng, theo lời khai của trợ lý tài chính công ty. Một số đơn vị thì người ta sẽ cung cấp số tài khoản trực tiếp của họ hoặc là người thân cá nhân. Trăm tỷ thì chuyển bao nhiêu tiền? Trăm tỷ thì dao động từ 15 đến 25 tỷ. Căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự số 67/QĐ. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 4 năm 2020, công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19. Đến nay, thì công ty này đã cung ứng kit xét nghiệm COVID-19 cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các cơ sở y tế khác của nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với những mức giá rất khác nhau. Từ 367.500 đồng cho đến 470.000 đồng và cao nhất là có một số địa phương còn phải mua với mức giá là 509.250 đồng một bộ xét nghiệm. Vậy tại sao lại có sự khác biệt về giá như vậy dù cùng một doanh nghiệp cung cấp sinh phẩm? Theo lý giải từ lãnh đạo một số đơn vị, có thể là do số lượng mua nhiều hay ít hoặc là thời điểm mua hàng khác nhau. Tuy nhiên, đáng chú ý đó là để giúp cho các địa phương có căn cứ tham khảo khi mà đấu thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 thì từ tháng 7 năm 2020, bộ kit của công ty Việt Á nhiều lần nằm trong danh sách sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành theo thông báo của Bộ Y tế gửi về các địa phương, có kèm theo giá bán công bố của doanh nghiệp là 470.000 đồng một bộ xét nghiệm. Trong văn bản gửi các địa phương của Bộ Y tế, bộ kit xét nghiệm của công ty Việt Á thuộc trong nhóm sản xuất trong nước và nằm ở vị trí đầu tiên trong danh sách. Giá bán do đơn vị cung ứng công bố cũng được dẫn lại trong danh sách này. Theo đó, đơn hàng có số lượng càng lớn thì mức giá càng được giảm. Trong đó, mức giá 470.000 đồng một test áp dụng cho đơn hàng dưới 500.000 test. Thông tin này sau đó cũng được niêm yết công khai trên cổng công khai giá của Bộ Y tế.
từng có 4 hợp đồng mua kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á với trị giá hơn 53 tỷ đồng trong năm nay. Theo Giám đốc CDC tỉnh Nam Định, thì đây là căn cứ thẩm định giá khi quyết định mua hàng qua hình thức chỉ định thầu. Và chúng tôi có thể tham khảo, thứ nhất là trên các cổng thông tin của Bộ Y tế và cũng như là qua các cái cổng thông tin của quốc gia, ví dụ như là của Bộ Kế hoạch Đầu tư hay là trên báo đấu thầu, và cũng là tham khảo những cái hợp đồng tương tự của mình đối với một số các cái đơn vị y tế khác ở trên địa bàn toàn quốc, và kèm theo nữa là cái báo giá của những nhà cung cấp mà chúng tôi cảm thấy là nó là hợp lý trong thời điểm ấy, thì chúng tôi đề xuất. Cũng theo Giám đốc CDC tỉnh Nam Định, toàn bộ quá trình thương thảo 4 hợp đồng mua hàng của công ty Việt Á đều được thực hiện theo đúng quy trình, được Sở Tài chính và các cơ quan chức năng thẩm định giá mới ký hợp đồng mua. Vị lãnh đạo này cũng khẳng định không có chuyện nhận tiền hoa hồng hay tiền phần trăm ngoài hợp đồng ở các gói thầu kể trên. Tôi có thể khẳng định một cái điều hết sức là chắc chắn là trong quá trình thực hiện tất cả những cái gói thầu mua bán vật tư phòng chống dịch thì CDC Nam Định chưa bao giờ có một cái ý thức lạm dụng cái việc mua bán này đòi những cái tiền hoa hồng của các cái nhà cung cấp, và đến bây giờ nữa là cũng là chưa và cũng không nhận một cái nguồn tiền nào của những nhà cung cấp. Liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định đã chỉ đạo thanh tra toàn bộ hoạt động đấu thầu mua sắm vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trước hiện tượng tiêu cực và tình trạng chênh lệch về giá khi đấu thầu vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm giữa các địa phương hiện nay, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nam Định cũng có kiến nghị đề xuất. Để khắc phục cái vấn đề này thì tôi cũng có một cái đề xuất là ví dụ Bộ Y tế có cái danh sách đấu thầu tập trung những cái mặt hàng thiết yếu để phục vụ cho cái công tác phòng chống dịch và có một cái giá thành chung trong toàn quốc và căn cứ vào cái giá thành cũng như là cái kết quả của Trung ương để chúng tôi có cái căn cứ mua sắm các cái trang thiết bị và tránh cái việc là bắt tay giữa đơn vị chủ đầu tư với lại cái đơn vị trúng thầu. Để minh bạch khâu thẩm định giá tại một số địa phương khác trong quá trình thực hiện các gói thầu mua sắm kit xét nghiệm của công ty Việt Á, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật. Tuy nhiên đến nay, nhiều địa phương vẫn từ chối làm việc vì nhiều lý do khác nhau. Trong văn bản trả lời mới đây, Bộ Y tế nêu rõ, theo quy định của luật giá, trang thiết bị y tế và sinh phẩm xét nghiệm không thuộc trong danh mục mặt hàng phải quản lý giá. Vì thế mà giá của sinh phẩm xét nghiệm được xác định thông qua đấu thầu. Còn về giá bán 470.000 đồng một bộ test của công ty Việt Á được công khai trên cổng công khai giá theo Bộ Y tế là nhằm mục đích là để các địa phương hay là cơ sở y tế nắm bắt tham khảo khi xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm đấu thầu mà không phải là giá bắt buộc áp dụng. Các địa phương phải chịu trách nhiệm về kết quả đấu thầu. Và vào ngày 22 tháng 12 mới đây thì Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc xử lý vi phạm trong sản xuất kinh doanh kit xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Theo đó thì Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì phối hợp với các cơ quan, các địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, mở rộng vụ án thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và thất thoát, sớm đưa các đối tượng ra xét xử. Trong buổi họp báo của Bộ Công an diễn ra cách đây 2 ngày, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an cũng thông tin thêm, hiện cơ quan đang điều tra mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại công ty Việt Á. Nhiệm vụ của cơ quan điều tra là phải tiến hành điều tra triệt để giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến vụ án. Mọi khía cạnh của vụ án đều được điều tra làm rõ và xử lý nghiêm. Chúng tôi làm rõ đến đâu và chúng tôi sẽ thông tin đến đó về cái khía cạnh. Và tôi khẳng định lại là chúng tôi thực hiện nghiêm cái chỉ đạo của lãnh đạo bộ là xử lý nghiêm, không có vùng cấm và xử lý triệt để tất cả những vi phạm của bạn. Tôi cho rằng ấy là cái hành vi vi phạm pháp luật trong cái việc mà sản xuất cung ứng cái kit test cùng với cái đội giá thông qua cái hành vi vi phạm pháp luật này phải xử lý thật nghiêm, phải lần ra từng cái manh mối, xử lý bất cứ đối tượng nào có cấu thành tội phạm ở quy mô là có tổ chức hay không, hàng loạt vấn đề khác phải trả lời cho công luận biết.